Chào mừng quý vị đang đến với bản tin quốc tế sáng trên kênh FBNC. Thưa quý vị, đàm phán không thành, Trung Quốc, Ấn Độ tiếp tục dàn binh sẵn sàng nghênh chiến nếu đối phương đồng thủ. Đáng kể là cuộc điều binh rầm rộ của Ấn Độ, từ chỗ đang đối phó với Pakistan, Ấn Độ huy động dàn chỉ huy đông đảo tinh nhuệ, chuyển trọng tâm sang sân chơi khó nhằn với Trung Quốc. Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc có màn chỉ trích không thương tiếc đối với học giả Ấn Độ, cho rằng ông này phát ngôn ngông cuồng, ngạo mạn những điều mà ngay cả hầu hết học giả Hoa Kỳ cũng phải uống lưỡi nhiều lần trước khi nói. Vị chuyên gia Ấn Độ đã nói gì khiến phía Bắc Kinh nổi cơn cuồng nộ đến như vậy? Hãy tìm hiểu trong bản tin ngày hôm nay. Chưa dừng lại ở đó, giới chuyên gia Trung Quốc vừa sắm vai diều hâu, đe dọa rằng sự cố chấp cứng đầu của chính quyền Đài Loan sẽ là điều điên rồ cuối cùng mà họ làm trước ngày tận thế. Ở diễn biến khác, Mỹ-Trung đang tổ chức nhiều cuộc đối thoại cấp cao. Liệu hai nước thực sự muốn dĩ hòa vi quý hay chỉ đang ngậm bồ hòn làm ngọt vì những chính sách đầy thực dụng? Mỹ-Nga nhất trí về cuộc đàm phán tiếp theo để hạ nhiệt bất đồng ngoại giao. Phó Thủ tướng Nga sẽ đến Mỹ hội đàm về vấn đề thương mại. Một số tin tức đáng chú ý khác. EU công bố gói viện trợ 1 tỷ euro cho Afghanistan. Mỹ đối thoại hiệu quả với Taliban về cứu trợ nhân đạo. Đại diện EU đến Tehran thúc đẩy đàm phán hạt nhân. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Trên đỉnh cao băng giá của dãy Himalaya, nỗ lực đàm phán xoa dịu căng thẳng giữa Trung Quốc và Ấn Độ rơi vào bế tắc. Điều đó có nghĩa lực lượng quân đội đôi bên sẽ tiếp tục dàn quân và sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào nếu đối phương đồng thủ. Ấn Độ và Trung Quốc vẫn đang tiến hành kế hoạch triển khai hơn 60.000 quân ở biên giới trong mùa đông thứ hai liên tiếp ở phía đông Ladakh. Trong khi Trung Quốc đã thay đổi đội ngũ chỉ huy địa phương từ Bộ Tư lệnh Quân khu phía Tây để giám sát đường kiểm soát thực tế LAC giữa hai nước, thì quân đội Ấn Độ cũng đang tái cân bằng lực lượng ở biên giới. Tướng quân đội Manoj Mukund Naravanan gần đây đã tuyên bố Trung Quốc đang xây dựng các cơ sở hạ tầng ở vùng biên giới. Điều đó có nghĩa Bắc Kinh quyết định sẽ lưu lại nơi núi cao này trong thời gian dài. Nếu họ quyết ở lại, thì chúng tôi cũng sẽ ở lại, ông nói. Trước đây, trọng tâm đối đầu quân sự của Ấn Độ chủ yếu là Pakistan. Trong số 14 quân đoàn của lực quân, chỉ khoảng 4 quân đoàn nhận nhiệm vụ canh chừng Trung Quốc. Tuy nhiên, do khu vực Ladakh Sena Pahlawan ở New Delhi đang dần hóa chảo lửa xung đột, nên Ấn Độ đã tiến hành tái cân bằng quân lực, tập trung nhiều hơn vào Trung Quốc. Động thái này cũng sẽ đánh dấu những bước tiến chiến lược mới của quân đội Ấn Độ, trong khi New Delhi có 8 bộ tư lệnh, gồm lục quân và IAF, tập trung vào đối đầu với Trung Quốc, thì Bắc Kinh chỉ có một bộ chỉ huy thống nhất là Bộ Tư lệnh Quân khu phía Tây, có nhiệm vụ canh gác biên giới với Ấn Độ. Hiện tại, quân đội Ấn Độ hoạt động với 17 bộ chỉ huy giám sát lằn ranh với Trung Quốc. Bộ chỉ huy trung tâm có trụ sở tại Lucknow của quân đội Ấn Độ đã được trao thêm quyền chỉ huy các lữ đoàn bổ sung để dàn quân giữ vững khu vực LAC ở Uttarakhand và Himachal Pradesh. Trong khi Bộ Tư lệnh phía Đông có trụ sở tại Kolkata sẽ trông coi biên giới Ấn Độ-Trung Quốc ở Arunachal Pradesh và Sikkim, vùng Ladakh sẽ do Bộ Tư lệnh phía Bắc chịu trách nhiệm. Quân đoàn 1 sẽ là đội hình tấn công chịu trách nhiệm khu vực phía đông Ladakh, hỗ trợ cho quân đoàn 14 đóng tại Leh. Sư đoàn 4 có trụ sở tại Allahabad và sư đoàn 6 có trụ sở tại Bareilly sẽ trở thành thành phần nòng cốt của quân đoàn 1. Trong trường hợp bị xâm lược, sư đoàn thiết giáp 33 có trụ sở tại Hisar cũng có thể được điều động đến Ladakh. Sư đoàn 39 có trụ sở tại Palampur sẽ là lực lượng dự bị. Và sư đoàn 14 có trụ sở tại Dehradun sẽ được triển khai dọc biên giới Trung Quốc tại Uttarakhand. Quân đoàn 17 trước đó được giao nhiệm vụ bao quát toàn bộ biên giới phía Bắc sẽ được giới hạn hoạt động ở Sikkim và phía Đông Bắc. Đối với khu vực phía Đông, Bộ Chỉ huy phía Đông đóng tại Kolkata có 3 quân đoàn, 4, 3 và 23 lần lượt đóng tại Tebur, Dimapur và Siliguri. Cũng liên quan đến căng thẳng giữa Bắc Kinh và New Delhi, mới đây tờ Thời báo Hoàn Cầu, cơ quan ngôn luận của Trung Quốc đã đăng tải bài viết chỉ trích gay gắt quan điểm của nhà địa chiến lược Ấn Độ Prama Chelani. Cụ thể, ông Chelani đã kêu gọi Hoa Kỳ đưa ra một cam kết đáng tin cậy để bảo vệ Đài Loan về mặt quân sự. Huy động các nguồn lực quân sự của riêng mình để bảo vệ Đài Loan, nếu không vai trò lãnh đạo của Mỹ sẽ bị lu mờ, ông viết trong một bài báo. Cơ quan ngôn luận của chính quyền Bắc Kinh cho rằng, ông Chelani phát ngôn ngông cuồng, ngạo mạn, những điều mà ngay cả hầu hết học giả Hoa Kỳ cũng sẽ uống lưỡi nhiều lần trước khi nói. Phía Trung Quốc cho rằng, là một người Ấn Độ, ông Chelani đang đưa ra những lời khuyên thiếu thiện chí cho Mỹ, thúc giục Hoa Kỳ gây chiến. Mặc dù nhiều quốc gia đã nêu quan điểm về vấn đề Đài Loan, nhưng đa số đều có xu hướng né tránh những cam kết chính thức bảo vệ hoàng đảo về mặt quân sự, kể cả Mỹ.
Tờ Hoàn Cầu cho rằng ông Jalani mong muốn Ấn Độ thu lợi từ việc leo thang căng thẳng Trung Mỹ về vấn đề Đài Loan bằng cách kích động Hoa Kỳ. Tuy nhiên, những người như ông Jalani sẽ phải thất vọng tràn trề. Nguyên nhân là bất chấp những động thái chủ động từ phía Mỹ như tiết lộ một đơn vị hoạt động đặc biệt và đội lính thủy đánh bộ của Washington đã bí mật huấn luyện lực lượng quân sự Đài Bắc, Mỹ vẫn sẽ không liều lĩnh tuyên bố xông trận vì hòn đảo. Trên thực tế, Mỹ luôn tránh né thể hiện rõ quan điểm của mình về vấn đề Đài Loan, vì Washington hiểu rằng mình không thể đánh đổi quá nhiều khi chọn đối đầu với Trung Quốc. Quan điểm của ông Jalani về chảo lửa ở biên giới Ấn-Trung cũng đang khiến truyền thông Bắc Kinh nổi đóa. Cụ thể, ông viết rằng nếu căng thẳng trên dãy Himalaya phần nào được giải quyết, thì Trung Quốc có thể tập trung đối phó với những cú ngã liên quan đến Đài Loan. Tờ Thời báo Hoàn Cầu bình luận, đây là những lời lẽ phơi bày ý tưởng ngây thơ của một số học giả diều hâu của Ấn Độ có tư tưởng chống Trung Quốc. Lập trường của ông Jalani đầy chủ nghĩa cơ hội, cố gắng vịn vào Đài Loan, quan hệ Trung Mỹ và các vấn đề khác để tạo ra quân bài mặc cả chiến lược cho Ấn Độ. Tờ báo nhấn mạnh Trung Quốc sẽ không bao giờ từ bỏ ý muốn bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mình. Các động thái khiêu khích của các nước khác đối với vấn đề Đài Loan sẽ chỉ củng cố quyết tâm thực hiện thống nhất của Trung Quốc đại lục và thúc đẩy thời điểm sáp nhập đến sớm hơn. Phía Bắc Kinh đe dọa, bất kỳ quốc gia nào chính thức đứng ra chiến đấu vì Đài Loan thì rõ ràng nước đó đang muốn mạo hiểm mạng sống của chính binh sĩ của mình. Trong một cuộc phỏng vấn với CGTN, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lạc Công Thành cho biết, bất kỳ nỗ lực nào nhằm kiềm chế sự phát triển của Trung Quốc và cản trở sự thống nhất của nước này bằng cách sử dụng quân cờ Đài Loan đều sẽ tự chuốc lấy thất bại. Bình luận về những tuyên bố gần đây của một số quốc gia về Đài Loan, vị thứ trưởng cho biết quân bài Đài Loan rất nguy hiểm, người tham gia có thể bị loại bỏ khỏi cuộc chơi bất cứ lúc nào. Trong đó, ông gửi thông điệp trực tiếp đến đại kình địch Mỹ. Một số người ở Hoa Kỳ vi phạm cam kết một Trung Quốc và tiếp tục bước vào làn ranh đỏ, sử dụng chiến thuật xúc xích Ý, salami và chơi quân bài Đài Loan. Nguyên tắc một Trung Quốc là nền tảng cho việc thiết lập và phát triển quan hệ ngoại giao của chúng tôi. Nếu không có nền tảng vững chắc, mọi thứ bên trên sẽ lung lay. Do đó, các nước không nên dại dột đùa với lửa, ông Lạc nhấn mạnh. Ông nói thêm, mặt khác, các nhà chức trách Đài Loan cũng không nên tự nhận mình là một quân bài chiến lược, vì con bài này vốn dĩ có thể trở thành vô dụng hoặc bị loại bỏ. Bình luận về phát biểu kêu gọi người dân Trung Quốc hướng tới sự nghiệp trẻ hóa đất nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tuần trước, một phần kế hoạch là sáp nhập Đài Loan bằng giải pháp hòa bình. Ông Lạc cho rằng sự thống nhất và trẻ hóa của Trung Quốc là không thể ngăn cản và sứ mệnh lịch sử này chắc chắn sẽ hoàn thành. Như Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhiều lần chỉ ra rằng không ai được đánh giá thấp quyết tâm, ý chí và khả năng của nhân dân Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, ông nhấn mạnh. Chưa dừng lại ở đó, phía Trung Quốc cũng đang đả kích Đài Loan rằng độc lập đồng nghĩa với hủy diệt. Cụ thể, cơ quan ngôn luận của chính quyền Bắc Kinh vừa chỉ trích mạnh mẽ việc các nhà chức trách Đài Loan dám phớt lờ thông điệp tìm một giải pháp hòa bình của Trung Quốc đại lục, trong khi tiếp tục tìm kiếm sự hỗ trợ từ Mỹ để phá vỡ tiến trình thống nhất Trung Hoa. Các chuyên gia Trung Quốc nói rằng sự cố chấp này sẽ là điều điên rồ cuối cùng của những người ly khai trên hòn đảo trước ngày tận thế của họ. Truyền thông Đài Loan đưa tin, trong cuộc họp về ngành công nghiệp phòng vệ của Washington và Đài Bắc được tổ chức tại Mỹ từ ngày 10 tháng 10 đến 13 tháng 10, đại diện cơ quan phòng vệ của hòn đảo Zhuangzhou đã tuyên bố rằng các lực lượng vũ trang Đài Loan đang hướng tới một cuộc chiến tranh phi đối xứng, chống lại lục địa Trung Quốc với hy vọng loại bỏ kẻ thù từ bên kia eo biển, tấn công kẻ thù từ biển, tiêu diệt kẻ thù trên bờ. Phía Trung Quốc cho rằng các nhà lãnh đạo của Đảng Tiến bộ Dân chủ cầm quyền TPP trên hòn đảo, đứng đầu là bà Thái Anh Văn, rõ ràng đang trêu ngươi Trung Quốc và đưa ra những tuyên bố và hành động khiêu khích theo chủ nghĩa ly khai. Vào hôm 10 tháng 10, bà Thái đã ngụ ý về lý thuyết hai nhà nước chỉ Đài Loan và Trung Quốc. Nối tiếp sau đó, hôm 11 tháng 10, truyền thông Đài Loan đưa tin người đứng đầu cơ quan lập pháp của Đài Loan Du Tích Khôn đã đưa ra một tuyên bố gây sốc rằng chính quyền TPP có thể xây dựng quan hệ ngoại giao chính thức với Mỹ bằng cách đợi đến năm 2028. Thời điểm mối quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ ngày càng tồi tệ và trở thành đòn bẩy để Washington và Đài Bắc thắt chặt tình hữu nghị. Cựu chính trị gia Đài Loan Sao Zhonghai, thành viên của Quốc dân đảng, đồng thời là học giả về quan hệ hai bờ eo biển, nói với Thời báo Hoàn Cầu hôm 12 tháng 10 rằng tất cả hành vi này chứng tỏ rằng chính quyền TPP không có lòng chân thành và ý định tìm kiếm một giải pháp hòa bình. Vì vậy, đại lục phải xem xét tìm phương án bảo vệ chủ quyền quốc gia của Trung Quốc và giải quyết vấn đề Đài Loan một lần và mãi mãi bằng vũ lực. Chuyên gia về các vấn đề Đài Loan Hoàng Chi Hee-sung nói rằng công chúng Đài Loan nên nhận thức được mối nguy hiểm và bản chất ích kỷ của các chính trị gia thuộc đảng TPP. Đài Loan nên trở thành một phần trong công cuộc trẻ hóa quốc gia của Trung Quốc hơn là một công cụ bá quyền của Mỹ, ông nói. Giáo sư Li Fei thuộc Viện Nghiên cứu Đài Loan tại Đại học Hạ Môn nói rằng những tuyên bố và hành động khiêu khích gần đây của các chính trị gia TPP phản ánh sự điên rồ cuối cùng của họ trước khi bị diệt vong.
Đại Lục đã đưa ra danh sách đen những người ly khai Đài Loan, và điều này chứng tỏ rằng Đại Lục sẽ tách biệt những người ly khai ra khỏi các nhóm chính trị khác và những dân thường tôn trọng công lý, ông nói. Ở một diễn biến khác, tờ The Straits Times đưa bình luận của tờ Nhật báo China Daily của Trung Quốc cho biết hôm 13 tháng 10, nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Dương Kiết Trì và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã có cuộc hội đàm tại Zurich, Thụy Sĩ. Đây là một tín hiệu tích cực cho thấy quan hệ Trung-Mỹ đang trở lại đúng hướng. Theo China Daily, lý do đầu tiên cho sự lạc quan này là cách cuộc họp được tiến hành. Hai bên duy trì một chủ nghĩa thực dụng tương tự nhau. Mỹ không còn thực thi ngoại giao micro mà Trung Quốc chỉ trích trước đây, không đặt ra các kỳ vọng cao trước cuộc hội đàm. Lý do thứ hai cho sự lạc quan trong mối quan hệ Mỹ-Trung là địa điểm tổ chức cuộc họp. Mỹ kiên quyết chọn Anchorage, Alaska vào đầu năm 2021 với chủ ý giành lợi thế trong cuộc đàm phán và đưa ra đề xuất với Trung Quốc từ vị thế kẻ mạnh. Phía Bắc Kinh vốn cho rằng đây là một động thái vi phạm giao thức ngoại giao cơ bản, nhưng sau đó nước này lại chấp nhận Anchorage. Đây là cách mà quốc gia châu Á thể hiện thiện chí trong đối thoại với Mỹ. Thụy Sĩ không chỉ có danh tiếng đặc biệt trong việc tổ chức các hội nghị quốc tế, mà còn là điểm dừng chân đầu tiên trong chuỗi các chuyến thăm nước ngoài gần đây của ông Sullivan. Nguyên nhân thứ ba là các thông cáo báo chí của cả Mỹ và Trung sau cuộc gặp đã cho thấy một sự thay đổi thực dụng nhất định trong giọng điệu Trung, đặc biệt là từ phía Mỹ. Bản readout do Mỹ phát hành sau cuộc họp ngắn gọn và không còn những đoạn khoa trương, phát ngôn viên Nhà Trắng chỉ nêu bật những yếu tố chính của cuộc đàm phán. Điều này phản ánh hai bên đang cùng nhau hướng tới mục tiêu chung hơn là đưa ra những tuyên bố đơn phương có lợi cho quan điểm và thái độ của Mỹ hay Trung Quốc như trước. Giữa lúc nhiều cuộc đối thoại cấp cao Mỹ-Trung đang và sắp diễn ra, thắp hy vọng làm tan băng trong mối quan hệ giữa hai siêu cường, một cố vấn cho chính quyền ở Bắc Kinh lại tỏ ra thận trọng. Ông nói rằng Mỹ sẽ không ngừng kìm hãm Trung Quốc. Thời Ân Hoàng, giáo sư ngành quan hệ quốc tế tại Đại học Nhân dân kiêm cố vấn tại Quốc vụ viện, cho rằng xét về lâu dài, Mỹ-Trung rất khó đạt được đồng thuận vì có nhiều khác biệt sâu sắc. Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đối đầu khắp các mặt trận, từ thương mại, công nghệ đến nguồn gốc đại dịch, nhân quyền và tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc. Giáo sư Thời hôm 11 tháng 10 phát biểu, mối quan hệ Mỹ-Trung vẫn mâu thuẫn nhưng đã nguội bớt so với khoảng thời gian 8 tháng vừa qua, nhưng hai nước không dễ gì xuống thang căng thẳng trong tương lai gần. Chuyên gia chỉ ra một số yếu tố giúp cải thiện mối quan hệ Trung-Mỹ, ví dụ như giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Châu được Canada phóng thích và quay trở về Trung Quốc. Ông Thời cũng nhận định, quan chức chính phủ Mỹ gần đây đã bớt gay gắt về vi phạm nhân quyền ở Tân Cương và nguồn gốc đại dịch COVID-19. Hồi tháng trước, trong bài phát biểu tại Hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Joe Biden cũng tránh chỉ trích thẳng mặt Trung Quốc. Ngoài ra, đã có rất nhiều cuộc đàm phán cấp cao giữa hai quan chức hai nước trong vài tuần gần đây, bao gồm hội nghị giữa nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Dương Kiết Trì với Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan vừa tổ chức ở Zurich. Tuy nhiên, dù căng thẳng đã tạm ngừng leo thang, chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc vẫn không thay đổi. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki hồi tháng trước khẳng định mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh luôn là quan hệ cạnh tranh lẫn nhau. Giáo sư Thời Ân Hoàng cho rằng Trung Quốc có vẻ đang lạc quan, người dân Trung Quốc có trí nhớ ngắn hạn, chỉ cần Tổng thống Mỹ tươi cười, họ đã cảm thấy hưng phấn. Ông Thời cho rằng Mỹ sẽ cố gắng nỗ lực kìm hãm Trung Quốc, đặc biệt về phát triển quân sự và công nghệ. Đồng quan điểm với giáo sư Trường Đại học Nhân dân, nhà nghiên cứu Liu Weidong từ Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cho rằng xu hướng đối đầu Mỹ-Trung sẽ không có nhiều thay đổi. Ông bày tỏ cuộc gặp thượng đỉnh trực tuyến vào cuối năm nay giữa hai nhà lãnh đạo Tập Cận Bình và Joe Biden sẽ không có nhiều đột phá trừ khi quan hệ đôi bên được hàn gắn dần dần ngay từ bây giờ. Trong khi đó, đồng minh của Trung Quốc-Nga cũng đang rơi vào cuộc khủng hoảng ngoại giao với Mỹ. Tuy nhiên, một số tín hiệu khả quan cho mối quan hệ của hai ông lớn đã được nhen nhóm khi đôi bên chấp nhận ngậm bồ hòn làm ngọt để xoa dịu căng thẳng. Vào hôm thứ Ba 12 tháng 10 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland và người đồng cấp Nga Sergei Ryabkov đã có cuộc hội đàm trực tiếp tại Moscow, một bước tiến được phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price gọi là hữu ích. Ông Price mô tả thêm, cả hai đại sứ đã có cuộc thảo luận rất cởi mở và cho biết các quan chức Mỹ và Nga đã đồng ý tiến hành một vòng thảo luận khác để cố gắng giải quyết những đòn ăn miếng trả miếng liên quan đến việc hạn chế hoạt động của đại sứ quán hai nước. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga sau cuộc gặp của quan chức hai nước đã nhắc lại sự sẵn sàng đáp trả của chính quyền Moscow đối với bất kỳ hành động không thân thiện nào của Mỹ và kêu gọi hủy bỏ một loạt các biện pháp trừng phạt lẫn hạn chế đối với các cơ quan đại diện ngoại giao. Bộ cho biết bất kỳ hành động thù địch nào chống Nga sẽ không được đáp lễ, nhưng Moscow không muốn leo thang thêm nữa. Chúng tôi đang đề nghị dỡ bỏ tất cả hạn chế do cả hai bên áp đặt trong vài năm qua. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Nga còn cảnh báo rằng việc tiếp tục chính sách đối đầu của Hoa Kỳ đối với Nga sẽ làm xấu đi mối quan hệ song phương và đề nghị thực hiện một cách tiếp cận thực tế trên cơ sở bình đẳng và có tính lợi ích chung.
Được biết, Nga và Mỹ đã trục xuất qua lại các nhà ngoại giao của nhau và thực hiện các bước khác nhằm hạn chế hoạt động của các cơ quan đại diện ngoại giao tại mỗi nước trong những năm qua, khi quan hệ giữa Moscow và Washington trở nên căng thẳng thời hậu chiến tranh lạnh, bắt nguồn từ việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào năm 2014 và dẫn đến hàng loạt lệnh trừng phạt của Mỹ. Bên cạnh đó, Mỹ cũng cáo buộc Nga có liên quan đến những cuộc tấn công mạng, vận chuyển chất cấm và thậm chí là nhúng tay vào kết quả của các cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ. Trong lúc đó, trên bàn đàm phán về kinh tế, Phó Thủ tướng Nga Alexei Ovechkin sẽ tới Hoa Kỳ trong vài ngày tới để gặp gỡ các quan chức chính quyền và doanh nhân Hoa Kỳ. Đại sứ Nga tại Hoa Kỳ Anatoly Antonov thông báo vào hôm thứ Ba ngày 12 tháng 10. Theo thông báo của ông Antonov, hợp tác kinh tế Nga-Mỹ vẫn tiếp tục theo chiều hướng tích cực. Những ngày này, Phó Thủ tướng Nga Alexei Ovechkin sẽ có chuyến thăm tới thủ đô Hoa Kỳ. Ông sẽ gặp đại diện của chính quyền Hoa Kỳ và các doanh nhân đặc biệt để thảo luận về các vấn đề thương mại và đầu tư song phương. Nhà ngoại giao Nga mô tả Hoa Kỳ là một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của Nga. Năm nay, số tiền phát sinh thông qua hoạt động thương mại Nga-Mỹ có thể gần chạm ngưỡng 30 tỷ, ông Antonov nói. Đại sứ Nga Antonov nói thêm rằng, theo nhiều ước tính khác nhau, hơn 1.100 công ty có vốn của Mỹ đang hoạt động tại Nga. Ngoài ra, ông Antonov cũng rạch ròi giữa những mâu thuẫn hai nước hiện tại trong các hoạt động kinh doanh thương mại. Ông nói rằng, chính quyền Nga sẽ không trừng phạt các doanh nghiệp của phương Tây vì những hành động không thân thiện của chính phủ của họ. Nhà ngoại giao kết luận, chúng tôi tin tưởng rằng ngày nay, trong cuộc đối thoại với Hoa Kỳ, các mối quan hệ kinh tế mang lại tiềm năng ổn định đáng kể cho toàn bộ mối quan hệ phức hợp song phương. Mỹ và Taliban đã thảo luận hiệu quả về vấn đề hỗ trợ nhân đạo cho Afghanistan thông qua các cuộc gặp vào cuối tuần ở Qatar, theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price hôm 12 tháng 10 cho biết. Ông mô tả các cuộc đàm phán nhìn chung là tích cực. Trong sự kiện dài 2 ngày, đại diện Taliban đã gặp gỡ quan chức Mỹ, bao gồm một vài sĩ quan tình báo và nhân viên cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ. Phát ngôn viên Price cho hay, các cuộc đối thoại tập trung vào vấn đề lo ngại an ninh và chủ nghĩa cực đoan trỗi dậy khi Taliban nắm quyền. Ngoài ra, còn thảo luận về hành lang an toàn để đưa người nước ngoài và đồng minh Afghanistan của phương Tây rời khỏi đất nước nếu họ có nhu cầu. Vấn đề nhân quyền cũng được đem ra mổ xẻ. Washington nhiều lần kêu gọi những nhà lãnh đạo mới ở Afghanistan cần chứng minh họ tôn trọng nhân quyền, bao gồm quyền của phụ nữ và trẻ em gái, để từ đó giành được sự công nhận của cộng đồng quốc tế. Theo ông Price, phái đoàn Mỹ đã làm rõ, Taliban được đánh giá dựa trên hành động thực tế, chứ không phải là lời nói suông. Kể từ khi Taliban chiếm quyền vào tháng 8, Washington đã đóng băng hoạt động viện trợ chính thức, nhưng cho biết vẫn cứu trợ nhân đạo thông qua các tổ chức phi chính phủ. Hiện có nhiều lời kêu gọi Mỹ cho phép chính quyền mới của Taliban tiếp cận nguồn dự trữ tài sản ở nước ngoài nhằm đẩy lùi nguy cơ thảm họa nhân đạo đang trực chờ bùng nổ ở Afghanistan. Nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới cũng quyết tâm ngăn chặn khủng hoảng nhân đạo ở Afghanistan, ngay cả khi họ phải nỗ lực phối hợp với chính quyền của Taliban. Thủ tướng Ý Mario Draghi khẳng định như vậy vào hôm 12 tháng 10 sau cuộc họp khẩn cấp của G20. Và ông nói thêm rằng, hợp tác cứu trợ nhân đạo không đồng nghĩa với công nhận Taliban. Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và nhiều lãnh đạo châu Âu đã tham gia vào hội nghị trực tuyến. Tuy nhiên, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin lại vắng mặt. Có thể cho thấy, họ giữ quan điểm khác về hỗ trợ Afghanistan vượt qua khủng hoảng kinh tế và nguy cơ nạn đói đe dọa hàng triệu sinh mạng. Thủ tướng Draghi cho rằng, sự vắng mặt của hai nhà lãnh đạo Nga Trung không làm giảm tầm quan trọng của hội nghị do Ý, Chủ tịch hiện tại của G20 tổ chức. Đây là phản ứng đa phương đầu tiên đối với khủng hoảng Afghanistan. Chủ nghĩa đa phương đã quay lại, dù trải qua nhiều khó khăn, nhưng đã trở lại, Thủ tướng Draghi nói. Đa số các cứu trợ của G20 sẽ thông qua Liên Hợp Quốc, nhưng cũng có hỗ trợ trực tiếp giữa quốc gia với quốc gia, mặc dù hầu hết các nước đều từ chối công nhận chính quyền Taliban. Ông Draghi cho biết, rất khó để nhìn thấy con đường hỗ trợ người dân Afghanistan mà không liên hệ với Taliban, nhưng chúng ta không cần phải công nhận họ. Thủ tướng Ý nói thêm, đến thời điểm này, vẫn không thấy sự tiến triển trong cam kết tôn trọng nhân quyền của Taliban. Trong một thông báo chung sau cuộc họp, các nhà lãnh đạo G20 kêu gọi Taliban kiểm soát các nhóm phiến quân trên lãnh thổ Afghanistan. G20 nhấn mạnh, các chương trình hỗ trợ nhân đạo trong tương lai sẽ tập trung giúp đỡ phụ nữ và trẻ em gái, cũng như tạo hành lang an toàn cho những người Afghanistan muốn di dân. Cuộc gặp hôm thứ Ba diễn ra chưa đầy 3 tuần trước hội nghị thượng đỉnh chính thức của các nhà lãnh đạo G20 ở Rome, diễn ra vào ngày 30 và 31 tháng 10. Hội nghị sẽ thảo luận nhiều vấn đề quan trọng như chống biến đổi khí hậu, vực dậy kinh tế toàn cầu, cuộc chiến chống suy dinh dưỡng và đại dịch COVID-19.
Tại hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 về tình hình Afghanistan, Chủ tịch Ủy ban châu Âu vừa cho biết Liên minh châu Âu-EU đã cam kết sẽ cung cấp gói viện trợ trị giá 1 tỷ euro, tương đương 1,15 tỷ đô la cho Afghanistan để ngăn chặn nền kinh tế xã hội sụp đổ và cuộc khủng hoảng nhân đạo tàn khốc xảy ra. Trong số này có 250 triệu euro sẽ được bổ sung vào khoản tiền 300 triệu euro mà EU đã công bố trước đó cho các hoạt động viện trợ nhân đạo khẩn cấp. Phần còn lại sẽ được chuyển đến các nước láng giềng trong khu vực đã tiếp nhận người Afghanistan di tản, chạy trốn khỏi sự cai trị của Taliban. Trong đó, gói 1 tỷ euro chủ yếu dùng để tăng chi cho y tế tại Afghanistan. Còn ở các nước láng giềng của Kabul, khoản viện trợ được dùng để quản lý người tị nạn và thúc đẩy hợp tác chống chủ nghĩa cực đoan. Nữ lãnh đạo nhấn mạnh rằng các quỹ của EU hỗ trợ trực tiếp cho người dân Afghanistan và sẽ được chuyển đến các tổ chức quốc tế hoạt động trên đất nước Nam Á này, chứ không phải dành cho chính phủ lâm thời Taliban mà Brussels không công nhận. Ông Enrique Mora, đặc phái viên của Liên minh châu Âu-EU về vấn đề đàm phán hạt nhân Iran, dự kiến đến thủ đô Tehran vào hôm nay 14 tháng 10. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatijabdeh đưa ra thông tin trên và cho biết thêm, chuyến thăm của ông Mora diễn ra hôm thứ Năm, theo sau nhiều cuộc tham vấn giữa đôi bên về những lợi ích chung, bao gồm mối quan hệ giữa Iran với Liên minh châu Âu, về Afghanistan và về hiệp ước hạt nhân. Theo phát ngôn viên, vấn đề chính yếu được Iran quan tâm hàng đầu trong bất kỳ cuộc đàm phán nào là việc được Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt. Đến nay, các cường quốc đã tổ chức 6 vòng đối thoại gián tiếp giữa Mỹ và Iran ở thủ đô Viên của Áo nhằm tìm ra giải pháp để đôi bên quay lại tuân thủ các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân 2015 mà cựu Tổng thống Donald Trump đã đơn phương bỏ mặc vào năm 2018, sau đó tái áp đặt trừng phạt nghiêm ngặt đối với Tehran. Từ tháng 6, các vòng đàm phán ở Viên lại bị chững lại sau khi nhà lãnh đạo cứng rắn Ebrahim Raisi trở thành Tổng thống Iran. EU đã nhiều lần thúc giục đẩy nhanh tiến trình đàm phán để kìm hãm chương trình làm giàu urani của Iran. Hôm 13 tháng 10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết Mỹ đang xem xét các biện pháp giải quyết cuộc khủng hoảng ngày càng tồi tệ ở miền Bắc Ethiopia, trong đó có thể bao gồm việc áp đặt các đòn trừng phạt kinh tế. Trước đó, Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray TPLF cho biết quân đội quốc gia Ethiopia đã phát động một cuộc tấn công trên bộ chống lại các lực lượng từ khu vực phía bắc của Tigray vào hôm 12 tháng 10. Ngoại trưởng Antony Blinken đã tổ chức các cuộc họp cấp cao về Ethiopia vào hôm 13 tháng 10 với sự tham gia của các quan chức từ Liên minh châu Phi, Sudan, Anh, Pháp, Đức và Liên minh châu Âu-EU. Ông Price cho biết tại cuộc hội đàm, đại diện EU, Mỹ, Pháp, Đức và Anh đã kêu gọi các phe chính trị tại Ethiopia chọn giải pháp hòa bình, tiến hành ngay lập tức các cuộc đàm phán hướng tới ngừng bắn. Giới chức cũng kêu gọi các phe trong cuộc xung đột ở Ethiopia tuân thủ luật pháp quốc tế và tạo điều kiện cho các hoạt động viện trợ nhân đạo cho người dân nghèo khổ ở quốc gia này, ông nói. Washington đã nhiều lần kêu gọi đàm phán chấm dứt xung đột ở khu vực phía bắc của Tigray giữa các lực lượng liên bang và những người liên kết với TPLF. Kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 11 năm ngoái, hàng nghìn người dân Ethiopia đã thiệt mạng và hơn 2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Vào tháng 7, giao tranh lan rộng từ Tigray sang các vùng lân cận Amhara và Afar khiến hàng trăm nghìn người phải di tản. Trở lại với hành trình đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 của nhân loại, một ngày sau khi hãng dược phẩm Hoa Kỳ Merck gửi đơn lên Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA xin cấp phép sử dụng khẩn cấp thuốc kháng virus SARS-CoV-2 Monopiravir, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng cho biết đang chờ đợi những dữ liệu lâm sàng đầy đủ về loại thuốc này. Được biết, Monopiravir được dùng để điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 từ nhẹ đến trung bình bằng đường uống. Trong một cuộc họp ngắn của Liên Hợp Quốc ở Geneva, người phát ngôn của WHO Christian Lemayer chia sẻ, đây quả thực là một sự phát triển đầy mong đợi. Chúng tôi sẽ phải xem dữ liệu đầy đủ về nó. Nếu nó đáp ứng đầy đủ tiêu chí, thì nhân loại sẽ có thêm một vũ khí để chiến đấu chống lại đại dịch COVID-19. Theo dữ liệu được hãng Merck công bố trong tháng này, phương pháp điều trị kết hợp thuốc Monopiravir đã giúp giảm 50% tỷ lệ nhập viện và tử vong đối với những bệnh nhân mắc bệnh từ nhẹ đến trung bình. Hàn Quốc vừa thành lập một ủy ban mới vào hôm 13 tháng 10, chuyên thảo luận và hoạch định chiến lược để chung sống với COVID-19 về lâu dài. Động thái này diễn ra khi xứ sở Kim Chi dần khao khát nới lỏng hạn chế chống dịch và tái mở cửa nền kinh tế dựa trên điều kiện là tỷ lệ tiêm chủng vẫn tăng lên đều đặn. Theo chiến dịch mới, chính phủ sẽ dần dỡ bỏ các biện pháp hạn chế đối với công dân đã tiêm đủ 2 liều vaccine ngừa COVID-19. Ngoài ra, Bộ Y tế Hàn Quốc hồi tuần trước thông báo khuyến khích F0 có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ và dưới 70 tuổi tự theo dõi điều trị tại nhà.
Thủ tướng Kim Bo-kyum nói trong cuộc họp đầu tiên của Ủy ban chuyên trách COVID-19 mới rằng chúng ta sẽ biến COVID-19 thành một dịch bệnh có thể kiểm soát được, không còn phải lo sợ về những diễn biến bất ngờ, và chúng ta sẽ chuẩn bị cho người dân để quay trở về cuộc sống thường nhật quý giá như trước đây. Dù vậy, Thủ tướng Kim cho biết quy định bắt buộc đeo khẩu trang sẽ không sớm được dỡ bỏ. Hàn Quốc chưa từng áp dụng phong tỏa nghiêm ngặt toàn quốc, nhưng đang trải qua kỳ giãn cách xã hội siết chặt nhất từ tháng 7. Quy định này bao gồm giới hạn giờ mở cửa các nhà hàng, quán cà phê, phòng tắm hơi và phòng tập gym trong nhà. Điều đó gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với các hộ kinh doanh nhỏ. Ngoài ra, chính phủ cũng yêu cầu không tụ tập hơn 2 người sau 6 giờ tối hàng ngày ở thủ đô Seoul và vùng lân cận. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!